Chào các bạn nha, rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì tiếp tục mình sẽ quay cống bảy cửa cho mọi người cùng xem nha. Hiện tại thì có một số anh em ghe đang đi qua các bạn. Cống vừa được mở ra nha. Chúc những anh em đi nghề sông nước xà lan cũng như tất cả các bạn đang xem video của mình thì luôn luôn thành công trên mọi nẻo đường nha. Đặc biệt là chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Anh ghe cày anh qua đây các bạn. Khá là lắc nha. Đây là cống bảy cửa thuộc tỉnh Trà Vinh nha các bạn. Đây, tiếp theo thì mình thấy một anh xà lan đang lên các bạn. Trên kia thì có một chiếc ghe cây cũng đang từ từ đi vào cống nha. Mọi người bên này một chiếc nữa nè. Không biết anh nào sẽ đi trước đây. Đây là lượt đi từ phía bên ngoài đi vô nha các bạn. Ghe bên kia anh đang lắp vô rồi. Trời ơi sao anh cặp sát vô cống quá vậy. Trời ơi. Qua. Wow. Trời ơi. Anh xà lan ở phía sau đi tới anh về không kịp các bạn. Sau đây, bây giờ anh ghe anh sẽ đi thẳng tới thì sẽ an toàn hơn nha. Tới luôn, đúng rồi. Thì bây giờ anh ghe anh sẽ lắp tới luôn nha các bạn. Trời ơi, phía bên này. Qua. Wow. Đây, bây giờ thì mình sẽ xem anh xà lan anh xuống nha. Đang từ từ xuống các bạn. Một chiếc xà lan hai cabin các bạn. Chúc mấy anh luôn thành công trên mọi nẻo đường nha. Hồi anh ghe đâu đây vậy? Wow. Anh cúp ngang luôn kìa. Gắt chưa? Trời ơi. Kệ à. Mình quơ máy không muốn kẹp luôn các bạn. Do là tình huống đôi khi nó cũng xảy ra đôi ba giây các bạn, cho nên là mình quơ máy hơi nhiều nha. Tại vì nếu mà bỏ những cái tình huống đó thì rất là tiếc các bạn. Anh xà lan anh qua ngọt cay luôn này các bạn. Chiếc xà lan này khá đẹp nha. Tiếp theo nha, vẫn là một anh ghe cây đây. Thường thì mình thấy mấy anh này sẽ đi vô lấy dừa nha các bạn. Trà Vinh thì cũng là một trong những tỉnh mà trồng dừa rất là nhiều các bạn, đặc biệt là dừa sáp nha. Này, bây giờ mình sẽ xem anh xà lan chở khẩm xuống nha. Chiếc này xà lan chở cát các bạn. Đây là cát san lấp nha. Giờ thì mình mời các bạn cùng mình xem những anh em xà lan ghe tàu vượt cống nha.
Rồi chiếc bự đó ngoài.
bị hư rồi. Ủa thì la nó kê bị ta.